Chia sẻ heo dốc. Heo dốc gì? Mẹ con muốn đi học học. Muốn đi học thì ở nhà phải viết chữ. Viết chữ hả? Ừ, rồi viết tiếp đi. Dạ. Nè, chữ này chữ gì? Âm ca. Đúng rồi. Rồi. Chữ này âm bờ. Âm hờ. Âm hờ. Rồi, viết tiếp âm ca. Âm viết tiếp. Hờ. À, viết tiếp. Âm ca âm hờ. Bồi, bồi với lại. Viết tính. Mày ngửi chưa? Đang quay. Đang quay á? Rồi dưới đi, dưới lại đi. Sao chừng coi? Đảo đang quay mà sao coi? Quay vậy sao coi?